Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Người Việt Nam Châu của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày hôm nay ngày 14 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Chương trình nối vòng tay lớn tại Nagoya, Nhật Bản thu hút sự tham dự của hơn 300 tu nghiệp sinh, du học sinh và cộng đồng người Việt tại đây. Vừa qua tại Đại học Công nghiệp Nagoya, Nhật Bản đã diễn ra chương trình nối vòng tay lớn, đã thu hút hơn 300 tu nghiệp sinh, du học sinh và cộng đồng người Việt đến tham dự. Chương trình nối vòng tay lớn có cuộc thi ăn nhanh, thi hát, các trò chơi dân gian và đặc biệt có các gian ẩm thực Việt để nhiều người đến tham dự được thưởng thức những món đặc sản của Việt Nam. Chương trình đã tạo sân chơi giúp cho các bạn sinh viên, tu nghiệp sinh có dịp giao lưu học hỏi và gắn kết cộng đồng Việt tại Nhật Bản. Cảm ơn, xin mời các bạn chào mặt ạ. Rất cảm ơn các anh chị. Yêu người thuộc mới đôi mươi, em đang chăn trở. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhím ăn được mấy quả? Em đếm được ăn nhiều ạ. Em ăn nhiều quá ạ. Tôi tối một quả là được. Cảm nghĩ của các bạn trong cuộc thi ngày hôm nay thế nào ạ? Dạ, rất chi là vui và rất đau bụng ạ. Sợ trứng miến giả đấy anh ạ. Các bạn có phải nhịn đói bao nhiêu ngày để ăn trứng trong cuộc thi ngày hôm nay không ạ? Em nhịn đói từ sáng đến giờ anh ạ. Rất là may mắn và... Xin chào, hôm nay em đến xem cái chương trình này cảm thấy rất là vui. Lần sau kiểu gì em cũng tham gia. Hôm nay em rút được kinh nghiệm rồi. Chúng ta đã có kết quả. Xin cảm ơn bạn nhiều. Thế còn bạn cảm nghĩ thế nào của tiêu này? Rất là vui ạ, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Em có đôi lời nói gì với mọi người? Rất là vui ạ. Nếu như hội trái tim cái đẹp chúng tôi tổ chức lần thứ hai thì các bạn có đến tham dự được không ạ? Nhất định phải đi chứ ạ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, thưa các bạn, đây là những thành quả của đội số 1, số 2, số 3. Đây, cái này đang trở thành số 1 đây, dễ nhất đây, dễ gì đây? Rồi, cảm ơn bạn. Rồi. Sakura, hôm nay em đến với cuộc thi như thế này, em có cảm thấy vui không ạ? Vâng ạ, em rất là hồi hộp ạ. Nhưng mà khi bắt đầu tham gia cuộc thi thì chúng em cố gắng tập trung ăn thật là nhanh. Và chúng em đã hoàn thành cuộc thi một cách rất là nhanh chóng. Chúng em cũng rất cảm thấy rất là vui ạ. Phải theo đội đạt giải nhì, vâng, đội Liều Văn
tên Ế Lâu Năm. Còn nhẽ ba, xin mời. Bạn Ế Lâu Năm ạ. Tin là sau chương trình này các bạn sẽ không còn Ế nữa. Xin mời chị Hồng Loan và anh Trần Văn Lê đại diện cho hai các phần quà các bạn. Vâng, thưa đồng thể quý vị và các bạn, một lần nữa cho ban tổ chức chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để đến tham gia chương trình cùng với chủ đề Nối Vòng Tay Lớn. Vâng, xin chúc toàn thể quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, thành công, may mắn và thành đạt hơn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi. Vâng, xin chào.